Xin chào các bạn, mình là Tissue Shop. Hiện mình đang phát trực tiếp tại nhà của mình tại Phan Thiết. Mẫu tiếp theo trong cái buổi chiều ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái mẫu đầm nữ này. Thực sự ra thì tất cả những cái thiết kế của mình thì mình không có được cầm trực tiếp trên tay, cho nên mình chỉ vẽ phác họa trên cái cảm nhận về cái sản phẩm của mình. Cho nên là nói thật ra là nếu mà độ chính xác 100% là mình cũng không tin chắc. Bởi vì nhiều lúc mà đưa cho mình một cái sản phẩm khi mình may giống y chang như vậy thì đôi lúc nó cũng phải là đi khoảng 1%, trừ khi mà cái bản thiết kế đó là họ gửi cho mình. Cho nên là đây chỉ là một cái kênh tham khảo để cho giúp các bạn có thể là tự may cho mình những cái sản phẩm theo đúng cái ý tưởng của mẫu các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần thiết kế của mình. Đầu tiên là mình sẽ thiết kế cho cái phần thân sau. Các bạn sẽ chồm vai cho mình lên là 2,5 phân. Các bạn ra ngang vai là vai chi 2, hạ vai là vai chi 10. Sau đó các bạn đi vào cho mình là cổ chi 5. Mình sẽ vẽ được cái đường sườn vai. Rồi, sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ ngực. Sẽ bằng là ngực chia cho 5, dựng ngang qua cho mình một đường. Sau đó là các bạn đo xuống cho mình 2-3 phân. Tiếp theo là các bạn sẽ lấy hạ eo theo số đo. Tiếp theo các bạn lấy hạ mông cho mình là bằng mông chia cho 4, trừ đi cho 3. Kế tiếp là cái chiều dài của cái đầm. Đầu tiên là các bạn sẽ dựng cho mình cái đường sống lưng. Hôm nay cái thước này mình mới vừa cắt dán lại cho nên là cái độ nhám của nó rất là nhiều, rất là khó vẽ. Nó đi không có được mượt cái đường. Các bạn vào cho mình 1,5 cm, trên này là 0,3. Sau đó các bạn sẽ lấy qua cho mình cái đường ngang ngực bằng là ngực chia cho 4 cộng cho 1. Mình thiết kế trên cái nền vải không co giãn các bạn nhé. Đó, các bạn dựng vuông góc xuống cho mình. Từ cái đường vuông góc các bạn vào cho mình 2,5 cm, bạn chia làm đôi. Từ cái điểm này qua đây các bạn sẽ đo cho mình là 1/2 kích sao. Sau đó các bạn sẽ nối 3 điểm 1, 2, 3, 4 để tạo dòng nách thân sao. Rồi, kế tiếp là các bạn sẽ dựng qua eo cho mình. Cái phần eo này là mình có cái đường bend nè, cho nên là mình sẽ lấy là eo chia cho 4. Mà cái phần bên này là mình thấy là sẽ có cái phần mở rộng đó, cho nên là ở đây mình sẽ là chia 4 cộng cho 4 luôn. Cái phần mông cũng vậy, phần mông trên eo thì nó sẽ khác, eo trên áo sẽ khác với eo trên thân. Eo trên áo là chỉ có một cái thôi, nhưng mà eo trên dưới chân váy là có tới 2 cái, 1 hay 2. Một cái kia là cái sợi dây, là một cái thì mình sẽ giữ nguyên cái vị trí này. Mình sẽ vẽ cho cái phần mông. Ở đây là mình sẽ làm mông chi 4. Cái phần này thì sẽ không ôm vào trong thân cho nên mình cộng cho 3.
Rồi, ở phần này mình sẽ gần như là thẳng xuống và các bạn sẽ đánh cong cái phần mông cho mình. Nối về cái bẫy A. Ok, cây thước này chán quá. Cái phần này thì mình thấy là hơi túm ở lại dưới cái phần lai áo đó. Cho nên là các bạn có thể là túm vào vuông góc, các bạn vào cho mình khoảng 1 cm. Rồi. À, sau khi thực hiện xong thì các bạn sẽ cắt rã cái phần eo này. Bạn chia đôi ra. Mình sẽ có cái phần bên là 4 cm. Mình cắt cái này 3 cm. Mỗi bên là 2 cm. Rồi. Như vậy là cái phần này sẽ được xếp mà không có may nha các bạn, không có may dính ha. Các bạn sẽ xếp trong cái quá trình các bạn cắt ra cái phần eo này, các bạn lấy dấu và các bạn sẽ xếp đi, bật nó qua giống như cái hình cô mẫu này đang mặc nè. Đó. Rồi, trên cái đầm này nó còn có một cái miếng phối ở ngoài, thì cái miếng phối này mình sẽ vẽ bằng cái viết màu đỏ. Cái miếng phối này thì nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí eo. Mà cái miếng phối này là mình thấy là may lật ra đó, chứ không có phải là may rời á. Cho nên lát nữa mình sẽ làm một cái miếng phối rời và các bạn sẽ luồn dây vô để cột lại ha. Nên là mình sẽ may ra, cắt ra phía ngoài. Phần cổ các bạn sẽ ra cho mình 4 xăng để vẽ được cổ thuyền. Rồi, tiếp theo là cái phần thân trước. Bạn sẽ xuống cho mình là vai chi 2. Sau đó cái phần cổ thì các bạn lấy ra cho mình cổ chia 5 cộng cho 4. Nó sẽ nằm ở đây. Tiếp theo là các bạn sẽ đo cho mình cái đường sườn vai thân trước bằng cái đường sườn vai thân sau. Rồi, các bạn dựng cho mình một đường vuông góc xuống. Bạn đo vào cho mình 3 phân rưỡi. Từ trên đường mép ngoài này các bạn đo vào cho mình là 1/2 kích trước. Sau đó các bạn nối về cái điểm 3 phân rưỡi này. Bạn lấy qua cho mình công thức là ngực chia cho 4 cộng cho 2. Sau đó bạn chia đôi ra, mình sẽ có 3 điểm để mình vẽ được cái dòng nách thân trước. Rồi, cái phần thân trước với phần thân sau thì mình sẽ vẽ cái phần xếp ly nó tương tự như vậy. Thân trước và thân sau đều có xếp ly giống nhau luôn. Cho nên là thân sau mình sẽ lấy là ngực eo chia 4 cộng 4. Thì thân trước mình làm là eo chia 4 cộng cho 4 luôn. Thân chia 4 cộng 3. Và mình sẽ vẽ được cái đường sườn. Và các bạn sẽ xuống cho mình sa vạt là 2 cm. Đây là phần thân trước nối vô. Phần eo này các bạn cũng chia làm đôi. Các bạn sẽ với cái mẫu này thì người ta không có cần lấy cái điểm cách ngực, cho nên là mình sẽ chia, mình coi cái mẫu coi, nó sẽ nằm xếp gần về phía sườn, cho nên mình sẽ lấy từ sườn vô là 8 cm. Rồi mình sẽ vẽ cái phần bên ở đây. To bản là 4 cm. Rồi cái phần này các bạn không may mà các bạn sẽ xếp trong cái quá trình các bạn rã ra và các bạn cắt ha. Mình sẽ không may. Và mình sẽ vẽ cho dòng cổ của cái áo này. Cổ áo này là cổ chìa khóa V. Hôm nay mình bực bội cái thước này quá. Rồi các bạn dừng lại 3 và các bạn đánh sâu xuống 3. Như vậy là mình đã chia sẻ xong các bạn cái mẫu áo nữ này. Cái đầm áo nữ này là may 2 lớp nha các bạn, vải 2 lớp, chắc là cái vải này là mỏng rồi, các bạn sẽ may may lộn nè. Rồi, đó là phần thân chính. Và bây giờ mình sẽ thiết kế cho cái phần tay.
Thật sự ra cái phần xếp ly này ngoài cái cách mà mình thiết kế thì nó còn cái cách khác nữa, là các bạn cứ vẽ bình thường bằng eo chia 4, sau đó các bạn sẽ tăng, các bạn sẽ đẩy cái phần eo này ra để tăng thêm cái phần xếp ly này cũng được. Sau đó các bạn dựng hình sao. Còn cái này là mình cộng vô luôn, cho nên là nhìn cái form áo nó không cân đối đâu. Tiếp tục mình sẽ thiết kế cho cái phần tay. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều sâu của cái nách sẽ bằng là ngực chia cho 4 trừ đi cho 3. Sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình chiều dài tay. Rồi, nói qua cho mình điểm. Kế tiếp các bạn sẽ đo cho mình dòng nách thân trước cộng với lại dòng nách thân sau, chia 2 trừ cho 1. Mình sẽ ghi đây nách trước cộng cho nách sau, chia cho 2 trừ đi cho 1 thì mình sẽ có được một cái đường xéo. Các bạn đặt vào đây. Rồi, tương tự bên này. Sau khi có hai đường xéo rồi, các bạn sẽ chia 3 phần đều nhau. Các bạn dựng qua cho mình một đường. Đường thứ nhất các bạn đánh ra cho mình là 2,5 phân. Đường thứ hai các bạn đánh xuống cho, đường thứ ba các bạn đánh xuống cho mình là 1 xăng. Đường bên này các bạn đánh ra cho mình là 2 xăng. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lượng cong dòng nách. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái phần cửa tay chia 2 cộng cho 2, mình sẽ có được 2 đường. Sau đó các bạn sẽ đánh cong lên 0,5. Rồi, như vậy là cái phần tay này là tay trước, tay này là tay sau. Mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn một cái mẫu áo nữ có cái phần xếp ben ở phía trước và xếp ben ở phía sau. Và còn một cái nữa là các bạn sẽ có cái dây viền. Theo như hôm bữa mình có thấy một cái bạn đang mặc cái mẫu áo này thì mình cũng nhìn sờ qua thôi chứ cũng không có thật sự nhìn kỹ. Thì có một cái phần đai rời, thì cuối cái đai rời này thì các bạn sẽ may cái phần dây lộn này nữa, các bạn may cuối nối vô ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái phần đai rời này. Cái bảng đai rời này các bạn làm cho mình là 5 xăng. Nó sẽ có chiều dài là bằng vòng eo thân trước, nguyên một cái vòng eo thân trước nha. Một cái vòng eo thân trước cộng cho cái vòng eo thân sau. Eo trước cộng eo sau, chỉ cần vậy thôi. Các bạn sẽ canh sợi dọc, các bạn may lộn vô. Và cái phần cuối này các bạn sẽ chia giữa, các bạn sẽ lộn cho mình một cái sợi dây lộn bằng bảng to là 1,5. Các bạn kẹp qua đây, các bạn cột qua cho cái phần thân trước, vòng qua cái phần thân sau và các bạn vòng ngược lại, các bạn thắt nơ ở trước bụng giống như cái mẫu này. Thì hôm bữa trước mình cũng nhìn mang máng một cái chị mặc cái áo này thì mình nhớ là như vậy đó. Thì mình sẽ thiết kế theo cái cảm nhận của mình khi mình nhìn thấy sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh của mình. Các bạn nhớ subscribe và like cái bài trên mình trên kênh YouTube nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong mẫu tiếp theo.